Tôi xin trân trọng kính mời cộng đồng Công giáo An Lạc Florida và sau đó đại diện cho ban tổ chức Hội Mẫu An Lạc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý cha, kính thưa quý sư, kính thưa làng An Bằng ở tại Florida này, kính thưa hội đồng giáo sứ Đức Mẹ La Vang, kính thưa giáo phu vô nhiệm, kính thưa cô bác ngồi ngoài bóng bên, kính thưa tăng gia và toàn thể quý vị. Chúng tôi được đại diện cho cộng đồng Công giáo An Bằng ở tại Florida này. Chúng tôi nhận được tin ông An Tôn Chúa đã gọi về, thật là bàng hoàng và xúc động. Với niềm tin của người Công giáo, tất cả mọi sự theo thánh ý nhiệm mầu Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng nên và Ngài thức đi. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho ông An Tôn 83 tuổi làm con của Ngài. Chúng tôi vô cùng thương tiếc ông An Tôn và xin Thiên Chúa gọt rửa những lỗi lầm của ông khi còn sống. Cả cuộc đời của ông đã vấp phạm đến tha nhân, xin Chúa tha và giang tay đón ông An Tôn về cõi mặt trời. Thay mặt cho cộng đoàn Công giáo An Bằng ở tại Florida này, tôi xin gửi đến bà quả phụ Phan Thị Mường và tất cả con cháu trong tăng gia lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin Thiên Chúa Mẹ Maria tuôn đổ mọi ơn lành đến cho O và toàn thể trong tăng gia. Chúng ta dâng lên Chúa những nỗi đau này, xin người thương và đem niềm an ủi đến cho gia đình. Một lần nữa, chúng tôi cầu chúc và xin Chúa đưa linh cữu thân xác của ông về lòng đất mẹ trên mảnh đất quê hương An Bằng mà giáo xứ và làng An Bằng chung điều đó ông trong những ngày tới. Một lần nữa chúng tôi xin chia buồn với gia đình.